Yo, xin chào các bạn trở lại với kênh của mình. Hôm nay chơi tiếp tựa game Onslaught The Defense nha. Và như anh em đã thấy trên màn hình rồi, cái hạt mà quý ông đẹp trai 30cm của tôi đã lên được cấp 100 anh em ạ. Thì trong cái khoảng mà thời gian chơi máy anh em ạ, thì nó cũng đã lên cho mình khá là nhiều cấp độ ở trong Starbucks là cái thứ nhất. Và cái thứ hai nữa là cái lượng kinh nghiệm mà ít ít ở trong những cái trận Infinity á, thì nó tích góp lại thì mình cũng đã lên được cấp 100 ở đây. Đồng thời thì cái số lượng ẹp của mình thì cũng khá là nhiều nè anh em ạ. Thế nên là mình quyết định là sẽ quay cái video để lên cái qua 2 cho anh em coi. Cũng như là ở đây mình đã phát hiện ra được đấy, hiện tại là có banner CEO nè anh em. Nên là chúng ta sẽ rút một ít gem ra để chúng ta đổi thành Emerald. Sau đó chúng ta mua cái con này nha anh em. CEO là một con rất là mạnh ở trong cái game này. Nên là chúng ta sẽ sở hữu nó nha anh em. Còn cái hành trình mà chúng ta lên World 2 cũng như là sở hữu nó như thế nào thì mời anh em xem video nhé. Nếu mà anh em cảm thấy thích video thì nhớ để cho mình một like cũng như một đăng ký nha anh em. Bạn cần một dịch vụ kèo hơi, một nơi bán Robux uy tín, hãy đến ngay shop Roblox.vn, nơi bán Robux rẻ nhất tại Việt Nam. Cùng với đó là hàng trăm trò chơi với quà tặng hấp dẫn lên đến trị giá 10.000 Robux. Đến ngay shop Roblox.vn sẽ có người hỗ trợ cho bạn 24/7 khi bạn gặp lỗi. Vào đây để ủng hộ cho mình nha. Rồi anh em ạ, hiện tại là mình đã nhận được 10 tỷ tát đam nha anh em ạ. Và 10 tỷ đầu tiên thì cho chúng ta được khoảng 14k xem anh em. Thì 14k xem sẽ đổi qua thành mấy cái này hết nha anh em ạ. Hiện tại là tôi đã lên được quốc 2 rồi. Thế nên là cái việc mà mình chiến thắng những cái ải anh em, mình sẽ được thêm miếng Emerald. Nó sẽ khá là tốt cho mình đấy. Rồi thì hãy cùng coi thử coi là mình sẽ được bao nhiêu cái gem này nhé anh em ạ. Hiện tại mình đang bật phần mềm auto click, thế nên là nó click hộ mình em, chứ mình đâu rảnh mình click cam từ cái anh em ạ. Lượng gem mà chúng ta sở hữu được là khoảng 7.001 nha anh em ạ. 7.001 sẽ cho chúng ta post được khoảng hơn 150 lần anh em ạ. Rồi mong là không tới 120 50 lần là mình sẽ ra được con này nha anh em. Ở đây có Bulma nè, mỗi con cũng khác. Ồ có Zuka được, có con Ben thì cũng được nè anh em. Mấy con này cũng ngon ngon mà, chứ không tệ đâu anh em ạ. Rồi bây giờ hãy cùng bắt đầu run thôi. Mình sẽ sử dụng auto click cho nhanh nha anh em ạ. Tại mình cũng lười anh em. Lần post đầu tiên không có con không có mặt hàng mà chúng ta cần nha anh em ạ. Rồi mong là nó sẽ ra sớm anh em ạ, đừng hành anh em, còn 15 phút thôi anh em ạ. Nó mà hành này kiểu này là chết thiệt á anh em ạ. Ôi cú thứ hai không có con 5 sao luôn. Hai con 5 sao này cũng khá là ổn áp anh em, mà nó không có con 5 sao này cho mình hết thì mình hơi sát rồi đó. Ui 6k rồi, 6k rồi, ra đi. Một con 5 sao. Hơi thủm rồi, nguy rồi. Làm ơn ra đi nào, làm ơn ra đi. Lừa thiệt chứ ta, để mình chỉnh cái này lại cái cho nó may mắn lại anh em ạ. Đây. Đấy, lừa thiệt chứ. Này, ra đi. Bật cái auto click lên, nó chưa có chạy, nó chạy đi, nhanh lên. Làm ơn. Chú rồi. Hơi nguy rồi đây. Lần trước anh em mình run cái con CEO này mình tốn tới 4k rồi bất lên anh em mà. Lần này mong là nó sẽ con chó này nó cứ dụ mình mà. Ai à, được con CEO nha anh em ạ. Rồi, chúng ta có được con CEO anh em ạ. Tổng thiệt hại của chúng ta là cũng hơn 3.000 một tí, nhưng mà ổn anh em ạ. Đây là con số mà chấp nhận được với con CEO. Và hiện tại anh em có thấy được là mình đang có một cái số lượng ẹp đang gọi là trực chờ sẵn anh em ạ. Đó cũng chính là cái lý do tại sao mình cần phải làm cái file auto đó anh em. Rồi, bây giờ đi fit cho con CEO một tí thôi anh em ạ. Đấy, CEO chúng ta sẽ lên được cái đẳng cấp là 141 nha anh em, 141 chưa kể là mình sẽ fit cho nó thêm một vài con như này nữa. Cái hai con Kenaki này thì fit đi hết anh em. Đó. Ở này thì cái dạng Bulma này thì nó sẽ không còn giá trị với chúng ta nữa, nên là fit hết đi anh em ạ. Đây là cái ạc mà chúng ta sẽ dùng để nốt tụt rồ mà, nó không có cần mà phải quay video. Thế nên là những cái con mà kiểu như thế này thì cho nó chim cút hết đi các bạn ạ. Rồi. chim cút hết đó, bỏ mấy cái này lại. Mấy con fan này thì chúng ta sẽ giữ được hai con, bởi vì nó sẽ có cái tác dụng ở trong cái tương lai này mà, nó sẽ giúp cho mình làm được cái con fan con pan 6 sao này mà. Nên là cái con đó thì nó có cái ốp, là lần trước mình có hứa rồi, con nào có ốp thì mình sẽ cố gắng mình sở hữu cho anh em. Rồi bây giờ thì cứ hiến tới mấy cái này hết thôi là xong phim anh em mà. Ngày này cút luôn đi. Lên được cái con 2 rồi anh em ạ. Thế nên là chúng ta sẽ dễ dàng hơn trong cái việc mà kiếm những cái con 6 sao anh em. Chúng ta chỉ cần run cái này thôi, kiếm mấy con 5 sao cần thiết thì sau chúng ta up lên. Nó sẽ nhẹ hơn bên kia rất là nhiều anh em ạ. Nói là mình cố gắng lên cái quốc 2 sớm anh em. Rồi bây giờ thì mấy con này thì ở bên cái quốc 2 nó cũng khá là vô dụng, nên là rồi ổn. Vậy chắc là chúng ta đã hết đó anh em ạ. Chúng ta lên được cái con này cấp 147 cũng là một cái cấp độ cao rồi anh em ạ. Nó sẽ giúp cho chúng ta có một cái lượng kinh tế cần thiết anh em ạ. Rồi thì bây giờ tôi sẽ chịu tập cái ạc kia qua để silo, và sau đó chúng ta hãy cùng test thử coi là mình có thể farm được bao nhiêu đam nha anh em ạ. Với cái khả năng có con CEO này cũng như có con Bulma, chưa kể là mình có thêm cái con Death Note và cái up kia nữa, khả năng là mình farm được 50 tỷ đam sẽ là trong tầm tay anh em ạ. Rồi thì mình sẽ đi chuẩn bị một tí nha anh em. 3 days later.
Rồi em ạ, hiện tại là mình đang ở wave thứ 22 nha anh em. Và cái lượng tài chính của mình thì cũng được 1 triệu tư tiền rồi anh em ạ. Lý do tại sao hai mình wave, tại mình up mấy cái này chậm quá anh em ạ. Đặt ra up nó hơi chậm tay xíu nên là bây giờ mình mới wave cho anh em coi. Rồi thì ở bên cạc giáo sư Pack thì mình sẽ đem theo những con mà hỗ trợ cơ bản anh em ạ. Râu đen, slow thôi chứ không có gì quá đặc biệt đâu anh em. Bây giờ thì hãy đặt những con này ra thủ trước nha anh em. Ở bên đây mình không có sử dụng con nào quá là mạnh hết để cho cạc kia nó full farm dam nên mà thì mình sẽ sử dụng mấy con rau đen để chúng ta slow trước nha anh em ạ. Đấy, slow ở trên đây chắc là chỉ cần khoảng 6 con thôi là slow đủ rồi, nhưng mà hôm nay mình đi hai người nên là mình sẽ đặt full 8 con luôn thủ cho nó đã anh em ạ. Rồi bắt đầu slow lại đi cho quái nó tụm tụm lại farm cho đã anh em. Đấy, mình sẽ đặt mấy con hỗ trợ ra trước nha anh em ạ, tại hỗ trợ nó dễ đặt trước nên là ra mấy con này trước. Rồi đúc con này lên, ui ông nội này chỉnh la lát đi, để ông quánh cái hướng này anh em ạ. Để phết ông không, ông này để gì thôi, đặt hai con ngay đây đi, đặt ngay đây anh em, nó hay quánh qua bên đây lắm anh em, mà nó như vậy thì nó không tốt anh em. Đấy, để chỉnh lời ngay đây, đây để là phết nè thì nó sẽ ổn áp hơn, mong là không quánh vào đây đó, ổn ngay anh em. Chỉnh xíu là mấy con này quánh hợp lý à. Ở đây có cyber thủ nên là cũng không có phải sợ đâu anh em ạ. Bây giờ mình sẽ up max cái dàn Xenos ra để hỗ trợ phòng thủ nha anh em ạ. Đây mà cứ up cái đàn Xenos lên để nó ép quán ngay từ đầu luôn anh em ạ. Up ai da, up mấy con này lên nó cũng tốn thời gian phết anh em ạ. Hồi nãy mình qua bên con cyber up anh em, đâu cũng phải hai quay mới xong anh em ạ. Tại mấy con cyber này nó nhất là nó nhiều nè anh em, 8 con là anh em, mà chưa kể nữa là up nó cũng khá cấp độ nữa, đâu khoảng 7 cấp độ mới xong anh em ạ. Rồi bây giờ thì đặt mấy con Xenos ra up thôi. Mấy con Xenos này thì cái khả năng thủ đầu của nó khá là ngon nghẻ, tại mình không có Uru anh em ạ. Và có Uru anh em mình cũng phải đợi quay 2 nữa mới đặt ra được. Thế là mình chọn cái Xenos cho nó nhanh anh em. Đấy, thường là nhiều anh em hỏi mình sao không chạy con Uru, mình thì không thích xài Uru anh em, nghĩa là không có nữa, không có lý do mà hay hơn, nhưng mà mình nó không thích đi chỗ ngầu anh em mà. Đúng rồi, có một cái con mới ở trong cái mà không có một cái con mới mà ở trong cái Starbucks mình mới review anh em mà, có thể là mình sẽ vác cái con đó vào thủ đầu anh em. Tại con đó cái giá là 600, cái khả năng mà phòng thủ của nó cũng khá là ngon nữa, rất là nhiều rank, nên là chắc là con đó sẽ là cái con mà thủ đầu của mình ở trong những cái video sau anh em ạ. Rồi ở trong cái ạc này thì chúng ta thì sẽ có những con cơ bản thôi. Mình có đem theo Itachi nè để nó hỗ trợ mình trong cái việc mà thủ E anh em ạ. Do là mình sẽ biết là cái con Xenos này nó không thể thủ được cho chúng ta tầm quay thứ 4 mấy tới 5 mấy, thế nên là cầm cái con Itachi này theo để nó hỗ trợ mình trong cái việc đó anh em. Rồi bây giờ thì đặt thêm rau đen thôi. Rau đen chúng ta cứ đặt đây lát nè, thêm một vài con nữa là ổn nha. Cái này thì là first mới đúng. Chỉnh với cái này dạo đây hơi ngáo nhưng mà up lên, con này là first, con này là last nè. Đấy, rồi đặt ngay đây nhiều xíu là cái đàn quán không có bị lủng đâu anh em. Rồi ở ngay đây em ta sẽ để hai con slow e để nó hỗ trợ mình trong cái việc là thủ e. Đấy, up con này là last và con này là first. Đấy, thêm một con ngay đây nữa anh em ạ. Đặt nó ra trước để có gì nó slow sớm cho mình luôn. Mình không muốn mà tới nhà nó mới bắt đầu bị slow anh em ạ. Đây. Rồi còn cái việc mà dư một số con như thế này á anh em, chúng ta sẽ cho nó ở cái tuyến dưới này nha anh em ạ. Tuyến dưới này nó sẽ hỗ trợ mình trong cái việc là nếu mà cái con nào có bị lủng á anh em ạ thì nó sẽ chưởng một cái và con nó sẽ bị làm chậm lại anh em. Đấy, lát nè và thêm một con rau đen ở đây nữa. Đấy, anh em đặt cứ đặt chuẩn cứ đặt ra đều ra để anh em ạ. Map này chắc là không có bị lủng nhiều đâu, chủ yếu là anh em đánh còn lon nữa anh em, nó bể ra anh em giờ lủng banh nhà thôi. Đó là đây là cái mà trường hợp mà dự phòng của mình anh em ạ. Ui cái ạc này không có con nào carry hết mà mình đem tặng cái con CEO này thì nó hơi thừa anh em ạ. Đây up lên giờ cứ cái đặt đỡ đi. Đấy, up lên để thêm con ngay đây nữa chắc là không bị lủng nữa đâu anh em, mà hứa luôn đặt con ngay đây nữa là không bị lủng nữa đâu, lủng nữa là thua luôn anh em ạ. Đấy rồi, ok, thì chúng ta sẽ bắt đầu qua bên cái này nha. Bên cái này thì chúng ta được 4 triệu tiền anh em ạ. Cái tiền nó lên rất là nhanh anh em ạ. Do là có cái auto farm này mà, anh em có thể coi lại mấy clip mà auto farm mình anh em. Mình đã hướng dẫn anh em cách mà sử dụng auto farm nè. Nên là bây giờ ra cái con CEO mình fix cái lên cấp 147 luôn anh em ạ. Con này cũng được 150 rồi. Dự tính của mình là khoảng 2 tập sau là chắc là chúng ta sẽ được một cái lượng mà lượng kinh tế khá là nhiều đó anh em ạ. Một cái lượng mà kinh tế nhiều do là hai con này up map cách mà anh em ạ. Chưa kể là con cyber có thể là mình sẽ còn up nó lên để chúng ta dùng nữa anh em ơi. Nhưng mà với cái việc là có con CEO này rồi chắc là chúng ta sẽ phải đá đứt con Cyber này sớm thôi anh em. Rồi cái đó là cái dự tính của mình. Bây giờ thì chúng ta hãy bắt đầu đặt những con này ra thôi. Với con Itachi thì chúng ta cần phải đặt ngay đây hả. Ngay đây thì nó đốt hơi bị trễ một tí xíu, nhưng mà không sao anh em ạ. Đốt trễ xíu cũng mấy con này nó cũng chết mà. Đây để mình coi thử coi là cái rank của chúng ta sẽ đến đâu anh em ạ. Đấy, sử dụng con này ra để boost thử thôi. Mình ém thử coi cái rank của nó tới đâu để chúng ta dễ dàng tính toán anh em. Đây Itachi của chúng ta thì cái răng nó sẽ tới khoảng vào đây mới được anh em.
không vào. Rồi thì cái rank nó cũng ngay đây, nó hơi tệ xíu anh em mà con Itachi này, cái rank lúc đầu của nó cũng khá là ít nè anh em đó, có 12 thôi, thế nào là mình có gắn cái ớp cho nó thì nó cũng lên có 15 thôi anh em, mà không có giúp ích được nhiều đó, với là chưa kể mà không có cái ớp nữa anh em, thế nào là thôi xài đỡ vậy đi, rồi úp mấy con này lên max cấp đi đó, úp một vàng Itachi chứ, ui bây giờ mà đặt được nghe hai con Death Note thứ gì mà chịu nổi anh em à. Đấy úp một con lên 65 triệu, con này úp lên đấy, con này thì đặt ra thôi cũng được anh em đó, một con hai con này là ổn rồi anh em à. Dự trù là khoảng quay thứ 40 mấy là mình có thể úp được hai con, là cái lượng đam chúng ta sẽ khá là khủng anh em à. Trận này chúng ta sẽ chơi hai con Death Note, còn lại thì mình sẽ đầu tư hết cho cái vàng Itachi là cái thứ nhất nè, để nó thủ e cho mình, và cuối cùng là sẽ sử dụng cái con này là con Demon Blue Satan. Con này là con Blue Satan, nó sẽ giúp mình trong cái công cuộc đấy, trong công cuộc mà phòng thủ nó dễ hơn em ạ. Rồi thì ạc này thì chắc là hết cái chị là Dũng đó anh em ạ. Bây giờ thì chỉ còn ém boost down boost rank thôi là được anh em ạ. Boost down boost rank thì chúng ta sẽ boost ngang đi cho nó dễ. Này, boost ngang qua là stop. Up con này lên max cấp như là boost rồi, boost nguy nha, hơi nguy một tí nha anh em. Rồi vậy chúng ta sẽ sử dụng hai con boost rank ở đây. Đấy, mình sẽ cơ bản cho anh em coi cơ bản cái cách mà boost down boost rank của mình cho anh em. Đấy, để con này ở đây và để con này ở đây. Hai con boost rank ở đây là ổn. Để coi con này. Đấy, ok. Và con boost down của chúng ta thì nó sẽ tới đâu? Con boost down của chúng ta sẽ tới đây. Vậy thì như vậy. 1 2. Đấy, có nhiều anh em cứ hỏi mình cách boost down rank rồi, giờ anh em biết rồi nha. Đừng có mà bây giờ anh em á, chơi game á thì anh em đừng có boost mà kiểu mà chéo qua chéo ở kiểu đó thì cũng được, chứ không được anh em, mà nó tốn nhiều công sức quá anh em, mà em phải tập trung vô con đó. Còn cái cách boost mình là gắn cái ốp vô xong mà boost là nó cũng mát đam bình thường thôi nè anh em đó, boost đam mát đam như bình thường thôi đấy, nhưng mà mình boost trang cái đi ha, rồi nó boost đam lên đó. Vậy thì cái con này chúng ta sẽ được boost cả hai cái nè anh em đó. Ủa sao con này có 90 mấy triệu, à con này mới một cấp thôi anh em, con này 2 cấp nè, 195 triệu đam, rất là tuyệt vời anh em ạ. Đấy, ok chưa, còn con này thì chúng ta phải chỉnh nó kỹ kỹ lên xíu anh em. Rồi bây giờ đi quay thứ 35 thôi, chúng ta mát được hai con Death Note rồi em ạ. Cái việc này nó sẽ giúp cho mình có một cái lượng phòng thủ nó ổn định em ạ. Ở trên này thì mấy con Xenos vẫn còn làm tốt nhiệm vụ của nó anh em. Chắc là chúng ta sẽ trở lại vào tầm quay thứ 60 ha anh em. Quay 60 chắc là quái nó cũng mạnh rồi, lúc đó mình sẽ trở lại với anh em. 3 weeks later. Hiện tại là đang ở quay 60 nha anh em, và cái đội hình của mình thì đã giúp cho mình được 4 tỷ RAM rồi anh em ạ. Mình đã ra được 3 con Death Note và 2 cái con Blue Diamond Blue Satan để thủ này mà, và nguyên cái vàng Itachi để phòng thủ nữa anh em. Đó, Itachi đã giúp mình gọi là vượt qua được cái khoảng thời gian sóng gió, đó là cái mấy con bài này mà. Rồi thì bây giờ Itachi sẽ giúp mình gọi là ghim độc cái mức này, gây cái lượng sát thương cũng gọi là ổn áp cho mình nhé anh em. Thì bây giờ mình sẽ boost đam đàng hoàng lên anh em. Bây giờ thì cái công việc của mình là chỉ boost đam thôi anh em ạ. Ở cái hạt giáo sư phát anh em mà được gần 10 triệu rưỡi đam, 10 triệu rưỡi tiền anh em mà, khá là giàu. Phải di chuyển qua được mình úp cũng được thêm đâu 3 con Death Note mát nữa anh em ạ. Thì chúng ta sẽ kiếm được lượng tiền nhiều hơn anh em. Rồi mấy con quái bay xuất hiện rồi anh em ạ. Kiểu này thì chắc là cái con Itachi chúng ta sẽ lo được anh em ạ. Chỉ cần slow kỹ kỹ xíu là chắc con Itachi sẽ lo được hơn anh em. Đó, hai con này thì nó vẫn chăm chỉ đánh anh em. À thực ra tới 3 con anh em ạ. Có một con ngay đây mình chưa cúp nè. Rồi bây giờ thì úp con này lên. Đó, lượng đam của con Blue Satan này phải nói là khá là đáng kể đấy anh em ạ. Anh em nên nên suy nghĩ tới việc là chúng ta nên cày cuốc cái con đó nha anh em. Con này thì khi mà úp lên max cấp thì cái lượng đam của nó sẽ mạnh hơn con Mayhawk đó anh em ạ. Nhưng mà không đến được e nha anh em. Đó, mình chỉ nói là nó mạnh hơn con Mayhawk ở cái việc mà đam với cái đầu ra sát thương thôi. Còn mà cái việc mà nó hơn con Mayhawk thì ở cái phần e thì mình không có nói nha anh em ạ. Đấy, cái lượng sát thương nó gây ra cho mình thì bây giờ cũng được 6 tỷ nữa anh em ạ. Chưa ký một cuốn sổ nữa hết anh em ạ. Mình để dành cuốn sổ là để mình vô mình ký cho anh em coi nè anh em. Đó, chưa ký một cuốn sổ nữa hết. Và lượng đam chúng ta cũng được rất là nhiều nè anh em. Rồi thì bây giờ chỉ cần chúng ta boost đầy đủ thôi là ok la ngay mà. Hãy để cho cái ạc này nhảy đầy cái. Mà họ đặt thêm một vài con Blue Diamond đi ha anh em. Đó, đặt thêm đi. Nó cũng đâu có mất mát gì của mình đâu. Đấy, đặt ra thêm. Bên đây chúng ta sẽ boost đã đam lên. Boost đam thì đơn giản thôi. Một cái bên đây, hai cuối rang lên. Đó. Kiểu này chắc là anh em thấy mình cũng boost nhiều rồi, là mình sẽ không giải thích nha anh em ạ. Đấy, ok. Và chúng ta sẽ bây giờ thì chúng ta sẽ đợi thôi. Đó, mấy con quái nó cũng chưa có tràn tới đâu đâu. Mình mong là mình có thể giết được mấy con E nha anh em ạ. Tại mấy con E nó khá là trâu. Và cái đội hình của mình thì nó không có thủ E được các bạn. Đó, mấy con Blue Demon này nó đâu có khả năng mà thủ E đâu. Thế nên là trông chờ mấy con Itachi này thủ E thôi. Đó, mà có vẻ như là cái niềm tin của mình cho cái con Itachi nó bắt đầu giảm xuống khá là nhiều khi mà cái con bay này nó dập dần nó vô được nhà mình rồi đó anh em ạ.
mình thì cho con Itachi của mình nó đánh rất là nhiều mục tiêu đó, kiểu first last cái kiểu đồ, thế nên là anh em có thấy là tụi nó quay tứ là xưa hết này mà. Cái điều mà sử dụng cái con Itachi của này chắc mình cũng nói rồi, nó là cái con mà gây hiệu ứng mà anh em, thế nên là để cho mà nó quánh con first này mà nó sẽ không có gây được nhiều sát thương rồi. Nhưng mà để như vậy thì mấy con quái bay này vẫn bay lũng nhà của mình mà thôi đó, chừng nào mà nó bay gần lũng thì chúng ta sẽ ký sổ anh em đó. Cái rank chúng ta sẽ tới đây, thế nên là em cái lượng rank lại em cái lượng đam kỹ là xíu chúng ta ký là dọn sân anh em ạ. Đấy rồi, bút đam tiếp thôi, chờ cái mấy cái này hết bút đam, mình bút đam là chuẩn anh em ạ. Mình chỉ sợ là con Glanner nó trà trộn vô nó ủi vô nhà mình thôi, chứ mà cái việc mà bây giờ thì cái việc mà mấy con quái này chạy nhà giờ mình cũng không có sợ lắm, do mình có thể ký một cái chích hết mà anh em đó. Ờ, coi thử coi có con Cloner nào trà trộn vô đây không. Nghĩa là không đâu anh em ạ. Đây. Con Cloner ngay đây anh em ạ. Vậy thì khi mà mình ký sổ anh em ạ, nó sẽ đứng ở cái khoảng này nè. Đó, ra, ây da, không sao. Đấy, con Iki đáng ra đi. Mà chắc là cũng không cần đâu, để lát đi anh em ạ. Đó, con Cloner, có mấy con Cloner trà trộn là, ây da, có con Cloner ở đây trà trộn anh em ạ. Chắc là chúng ta sẽ ký sổ sớm một cuốn đây anh em ạ. Ký sớm một cuốn đi, tại nó cũng không sao đâu anh em. Đó, để mình boost down boost rank cái, sắp hết boost down boost rank rồi anh em, mình nhìn mình biết mà. Đó, sắp hết bút đen bút trang nè, đấy bút một cái rồi sau đó chúng ta ký nha anh em, ký cuốn đầu tiên đi để cho mà nó giải tỏa áp lực cái anh em ạ. Với lại coi thử coi được bao nhiêu đam nha anh em, cú ký sổ đầu tiên. Đó, ký con ngay đây đi, ký con ngay ở cái con ngay đây mới 133, ui ký con này đấy, ký một cái để cho nó giải tỏa ra. Ui slow, mấy con này nó cũng ui rồi, ok slow rồi anh em ạ, thì nó sẽ chết nhanh thôi, nếu mà bị ăn slow rồi nó sẽ chết nhanh hơn anh em ạ. Một con này 30 triệu máu không thành vấn đề anh em ạ, nó sẽ bị dọn khá là nhanh thôi. Lượng đam khi mà chúng ta ký được một phát cũng được 40 tỷ anh em ạ, ổn. Đây là một cái lượng đam ổn nha anh em ạ. Rồi thì bút đam tiếp thôi. Đấy, khi mà chúng ta xong rồi thì chúng ta phải bút đam tiếp anh em ạ. Đấy, không được quên cái việc mà bút đam này lên. Đấy, bút lên. Đấy, còn bên đây bút lên. À, và chúng ta sẽ để dành một tí tiền để up cái con này lên một cấp nữa. Ủa sao nãy cái con này, chúng ta sẽ phải cái con ở đây anh em, hồi nãy mình boost có một cái à, nên là chắc nãy mình nhìn nhầm đó mà. Rồi thì bây giờ up cái con này lên thôi, dư một ít tiền thì up con này lên là xong, chúng ta được 4 con Blue Demon Mask nha anh em ạ. Đấy, rồi bên đây boost đam tiếp, chuẩn bị hết boost đam nữa anh em. Đó, nhìn anh em boost đam mà kỹ nè, mà anh em canh thời gian nó chuẩn lắm anh em. Rồi 3 triệu máu, ngẫm đi con, không chịu nổi đâu. 3 triệu máu, một cái con Blue Demon mình dập cái là gần 3 triệu tư máu mà anh em, nên là mấy con này anh em nhìn máu nó là anh em biết là có nên sợ hay không rồi. Bảy mấy triệu máu thì sợ nè anh em. 300 triệu máu, cái này đáng sợ nè anh em. Con Zinbi này là cái con Lanner 1 nó bể ra anh em ạ. Cái con mà trâu nhất của con Lanner nó bể ra, thế nên nó còn bấy nhiêu máu anh em ạ. Ok, thì chúng ta sẽ suy nghĩ tới việc là chúng ta sẽ sử dụng cuốn sổ thứ hai anh em ạ. Cái ạc này được gần 13 triệu tiền anh em ạ. Nhìn nó cũng khá là thích nè anh em. Rồi, bắt đầu boost đam nhé, chuẩn bị hết nè. À, hết bữa đàm lên. Đấy, trong mình bây giờ thấy là mình chơi một mình solo nó ngon hơn đó anh em ạ. Khỏi sợ mấy con lại anh em ạ. Mình boost đam thì kiểu gì nó cũng full thôi anh em, nó cũng không sợ lắm. Nó đặt solo mình cũng biết cái chỗ mà đặt, mấy người kia thì nó đặt nó cũng được nhưng mà hơi lỗi xíu, mình cũng làm biến thì nhờ lắm nè mà. À, ủa sao cái con này nó chạy nhanh thế nhỉ. Nó chạy nhanh hơn hẳn anh em, mình cảm thấy thế anh em mà. Bây giờ nó bị làm chậm nha, mà sao mình thấy nó chạy nhanh thế nào nhỉ. Ok đi, không sao đâu anh em. Cú ký tiếp theo mình mong là sẽ lên được. Ôi mà con này còn trâu thế nha. Nhìn nó còn trâu quá trâu anh em ạ. Nhìn nó hơi run một tí anh em ạ. Run một tí thôi nha, chứ không có run nhiều nha. Run nhiều là mệt á. Đây, boost lên. Boost down lên, nhanh lên. Ôi, dây nào hay vậy đó. Boost lên. Boost rank này lên. Còn 230 mấy triệu máu, nguy, hơi nguy anh em ạ. Còn Blue Diamond của chúng ta sẽ bắn được tới mức nào? Blue Diamond của chúng ta sẽ bắn được tới đây. Cũng được. Cố lên con ơi, ráng hạ máu xuống, nó chết rồi đó anh em, mình ký sổ là chết chắc rồi đó anh em ạ. Mấy con này sao này, 200 mấy chục triệu máu không ạ. Ôi gì phải ký anh em ạ, ký sớm hả anh em. Chúng ta sẽ, ui con này sao ít đam vậy, ký con bên đây anh em ạ, ký con đây trước đi. À, ok, dọn cũng được khá khá đó anh em ạ. Cú ký đầu tiên thì nó dồn quá từ lúc đầu nữa là chúng ta sẽ được nhiều đam hơn, còn cú ký tiếp theo nó bị hơi hụt đam một tí. Rồi bây giờ chúng ta sẽ ký liên tục nhiều cuốn một tí nha anh em ạ. Đây, ký liên tục thêm một cuốn nữa đi là chúng ta sắp xong trận đấu này rồi đó anh em ạ. Boost lên và boost lên. Đấy. Rồi, bây giờ thì chỉ cần trông chờ vô cái đội hình chúng ta thôi anh em, chứ không còn cái gì nữa đâu. Ký thêm cái nữa. Ui, cái con kia nó chạy kinh thế, nhưng mà ký hai cuốn nha anh em ạ. Mà chúng ta vẫn không thể nào mà làm khỏi được con này, mình cũng cho nó là 195 triệu đam nè anh em ạ. Lượng đam của chúng ta ở trận đấu này sẽ rơi khoảng là 80 tỷ đam, 81 tỷ đam anh em ạ.
đó là cái lượng đam mà gọi là bằng gấp 3 lần mình chơi từ đầu game tới giờ anh em. Từ đầu game giờ mình chơi được 30 tỷ đam anh em đó, còn bây giờ chúng ta được 80 tỷ đam thì cũng gần gấp 3 lần anh em ạ. Đó thì nữa là chúng ta sẽ farm cái lượng đam như thế này thì chắc là khoảng 4-5 trận thôi, hoặc là một buổi livestream thôi là chúng ta sẽ max đam anh em ạ. Thì mình mong là sẽ max đam sớm để còn mình còn mua những cái con mà cần thiết anh em ạ. Đó vẫn còn khá là nhiều con mà mình cần phải mua cho gạt này, thế nên là max đam sớm sẽ là một cái lợi thế cho mình đó. Hiện tại là chỉ có CEO ở bên cái map 2 nè, cái wall 2 này mình thấy là cần thôi. Còn những cái con mà ở trong cái wall khác thì ở bên cái wall 1 thì mình thấy là không cần thiết nữa anh em ạ. Rồi 82 tỷ đam, lượng đam này là ổn anh em ạ. Chắc là cái con Blue Diamond này mình sẽ cố gắng up nó lên max cấp nha anh em ạ. Tại vì nó là một trong những cái con mà hỗ trợ mình ngay từ đầu anh em ạ. Đó, nếu mà tính 3 cú ký này, một cú đầu tiên là 40 tỷ nè anh em, cú 2, ui cú 3 rồi cũng không nhiều lắm. Cái tính ra là mấy con Blue Diamond này nó cũng gây khoảng 10 tỷ sát thương chứ không ít anh em ạ. Rồi thì nãy giờ nếu mà trong lúc mà nãy mình rảnh rỗi mình có thể up cái con này lên max cấp là chắc là lượng đam của chúng ta sẽ nhiều hơn, mà thôi kệ đây anh em ạ. Hụt một tí đam cũng không sao đâu, tại vì chúng ta sẽ còn farm đam ở trong một cái khoảng thời gian dài mà anh em. Một cái trận đấu mà lên quay 74 như thế này thì mình nghĩ là mình sẽ nhận được khoảng đâu 800-900 nguyên liệu anh em ạ. Và khi mà chúng ta lên được cấp 100 chúng ta sẽ nhận được thêm là cái emerald sau mỗi cái trận mà infinity anh em ạ. Điều này sẽ giúp cho mình gọi là đỡ hơn ở cái phần mà đi farming anh em ạ. Đó, mình sẽ có được cái lượng emerald để chúng ta roll nhiều unit hơn anh em. Rồi thì nếu mà anh em có ý tưởng làm video đó để bình luận cho mình sẽ làm nó sớm nhất có thể nha anh em ạ. Còn bây giờ thì cảm ơn anh em đã lựa chọn video của mình trong hàng triệu video khác. Giờ thì bye bye.